anh em và các bạn. Vâng, mình đang có ở đây là những chiếc iPhone 12 Pro Max nha. iPhone 12 Pro Max thì đến thời điểm hiện tại vẫn là những là chiếc điện thoại iPhone xịn nhất. Vài tháng nữa thôi, bây giờ nó là tháng 7 của năm 2021 thì tầm khoảng 2 tháng nữa là tháng 9 ấy, tầm cuối tháng 9 thì nó sẽ bán ra iPhone 13. iPhone mới, không biết là 13 hay là 12S thì không biết, nhưng mà chỉ 2 nữa nó sẽ bán. Và thời điểm hiện tại ấy, năm nay có một cái điều đặc biệt là iPhone nó giá rất là tốt. Có cái iPhone 12 Pro Max thì lúc ra mắt hay ở thị trường Việt Nam bán ra giá rất là tốt. Chính vì vậy mà mình bán hàng chính hãng rất là nhiều và mình thích bán máy mới hơn. Bởi vì là cho đến thời điểm hiện tại thì máy qua sử dụng ấy đã về đến Việt Nam tương đối nhiều. Nhưng mà mình thì không lấy về nhiều đâu, bởi vì là hiện tại hàng qua sử dụng thì giá phải tầm khoảng 25 triệu. Giá rơi tầm khoảng 25 triệu. Và hàng mới nếu mà bản nguyên siêu của Mỹ thì bên mình hiện tại đang bán tầm 27 thôi, có cái đắt hơn 2 triệu. Mà bản chính hãng thì tầm 28, hơn 28 một tí, đắt hơn khoảng 3 triệu so với máy cũ. Chính vì vậy mà máy qua sử dụng ấy bên mình về rất ít, nhưng mà vì cái nhu cầu của anh em nhiều ấy, thế nên là mình vẫn phải lấy về. Và ngày hôm nay thì mình về và mình sẽ làm cho anh em cái clip là phân biệt với các hàng iPhone 12 Pro Max hiện tại đang có thị trường và hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc iPhone Pro Max chuẩn nhất. Bởi vì thời điểm hiện tại máy dựng nó cũng có rất là nhiều rồi, máy người ta dựng ở Trung Quốc và người ta chuyển Việt Nam bán rất là nhiều rồi, thế nên là anh em mua rất dễ là nhầm. Đầu tiên ấy thì mình sẽ nói anh em biết là hiện tại trên thị trường gồm những cái máy nào mới là chuẩn, anh em có thể mua được là chuẩn nhá. Đó, hiện tại chỉ có 4 dòng như này thôi là mình thấy là chuẩn nhất. Thứ nhất là hàng mới chính hãng, nguyên siêu hoặc là mới chính hãng Mỹ. Đó là hai chiếc máy này chẳng hạn. Đó là chính hãng Mỹ. Thực ra là chiếc máy này là mình mua lại với giá tự là máy 99 thôi, nhưng mà vẫn để bóc để mình review cho anh em để anh em sẽ hiểu hơn. Thứ hai là máy chính hãng full box nguyên siêu của Việt Nam, hàng VNA ấy. Thì máy này thì mình đã bóc siêu rồi, để tí mình làm một clip cho anh em cho nó cụ thể chứ mình chưa kích hoạt, con này tính kích hoạt rồi nha. Thứ ba ấy, đó là cái máy mà cái dạng như này này, trôi bảo hành. Đó, trôi bảo hành nhá, chưa kích hoạt, trôi bảo hành. Đó, như này này anh em nhìn thấy không? Đó, thường thường thì nó sẽ là hàng Việt Nam, đa phần nó sẽ là hàng Việt Nam. Hàng này thì kích hoạt nó sẽ, bảo hành nó sẽ bị trôi đi. Còn bây giờ kiểm tra thì nó là chưa kích hoạt. Đó, bây giờ kiểm tra là chưa kích hoạt, nhưng mà sẽ trôi đi và nó không có hộp. Nhiều trường hợp anh em bị lừa một cách khá lãng xẹt, đó là người ta sẽ dùng cái máy này và người ta mua cái hộp lô. Hộp lô hiện tại bây giờ trên thị trường nó bán tầm khoảng 300 nghìn ấy, một bộ hộp lô cộng với phụ kiện, mỗi cái dây sạc thôi, mỗi cái dây sạc vào nữa. Đó là xong, là có thể đóng chiếc máy này và bán với cái trạng thái là hàng chính hãng full box. Nếu anh em không có cái kiểm tra trên Apple ấy thì anh em sẽ dính phải cái hàng này. Thế nên tí mình sẽ kiểm tra anh em biết nha. Đó, thì hàng này là hàng thứ ba và hàng cuối cùng là mình thấy hiện tại trên thị trường đang có chuẩn, đó là hàng qua sử dụng và đa phần đến thị trường Mỹ nha. Đa phần đến thị trường Mỹ, tí nữa là mình sẽ làm cách phân biệt thị trường Mỹ với cả các nước khác nó khác nhau như thế nào. Đó, đây này, đây là thị trường Mỹ qua sử dụng thì nó đã kích hoạt rồi. Đó, và nó chỉ là máy trần như này thôi nha, đã kích hoạt rồi và chỉ là máy trần như này thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp theo phần này mình sẽ phân biệt cho các bạn biết là hàng Mỹ nó sẽ khác với các hàng thị trường khác như thế nào. Đó, thì nó dễ thôi. Hàng Mỹ nó có một cái giá anten 5G riêng của bên nó. Mình không nhớ nó là cái gì nhỉ? MMA thì phải, 6MA ấy, thì nó sẽ mạnh hơn các 5G khác, nhưng nó bắt buộc nó phải dùng anten lộ. Nó sẽ khác, riêng hàng Mỹ là như vậy. Đây nhá, đây là một chiếc hàng của Việt Nam, đây mình sẽ mở ra. Đó, mình sẽ mở hết ra cho anh em hiểu nhá. Đây. Đây là hàng Mỹ mà hàng full box này. Đó, đây là hàng Việt Nam và full box này. Đó, khi mở ra thì bên trong nó có một cái dây sạc và cái sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một số cái thông tin của Apple ở đây. Đó, mình sẽ bỏ con này còn bên nhé. Bây giờ mình sẽ, cái này thì mình đã làm, từng làm clip hướng dẫn anh em chọn mua rồi. Đó, đây thì Apple iPhone 12 Pro Max có những cái màu như này này, nó chỉ có 4 màu như này thôi. Hàng Mỹ nó khác với hàng các thị trường khác ở chỗ này. Đây nhá. Hai con hàng Mỹ nó sẽ có một cái giải anten MMA, anten 5G ở khu vực này. Anten này thì chỉ sử dụng ở bên Mỹ thôi, chứ ở Việt Nam không có, hay là các nước khác gần như không có. Thế nên là khi chúng ta đi mua hàng ở Mỹ đã qua sử dụng ấy, thì bao giờ nó sẽ có cái mục này. Đây nhá, mình sẽ xoay chiếc máy chính hãng của Việt Nam này. Đó, nó không có đâu. Đây. Đó, anh và các bạn nhìn nhá, nó không có nha. Hoàn toàn không có cái anten này luôn. Hàng quốc tế nước khác cũng vậy đấy. Hồng Kông hay là Anh cũng vậy. Là nó sẽ không có anten MMA này. Mặc dù là những chiếc máy này của Việt Nam hay của nước khác nó đều có 5G, nhưng mà nó sử dụng hệ băng hệ sóng khác thì nó sẽ không cần dùng cái anten lộ ra ngoài như này, bởi vì anten nó sẽ vẫn là ẩn bên trong và không vấn đề gì cả.
Riêng hàng Mỹ nó mới có cái này thôi nhá, dễ phân biệt là như vậy. Đó là khi anh em đi mua cái giấy hiệu hàng Mỹ mà anh em lật đây nó không có cái này chẳng hạn. Hoặc là anh em kiểm tra ở bên trong là LL. LL là mã của Mỹ, tí anh em tí mình sẽ vào bên trong mình chỉ cho em, mà không có cái mã này chẳng hạn thì nó hoàn toàn là hàng dựng đấy. Hoặc không phải chuẩn là Mỹ, Mỹ nó phải bắt buộc phải có cái này nhá. Đa phần là Mỹ gần như 100% các nhà mạng bán ở Mỹ hay làm bản quốc tế Mỹ đều có cái này hết. Đó, lưu ý hàng Mỹ là như vậy. Đó là cái mục thứ hai. Mục thứ ba thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn mua cái iPhone một cách chuẩn nhất. Đó, anh em cùng chú ý nhá. Thì iPhone 12 Pro Max là ra mắt vào năm 2020. Ra vào mắt vào tháng 9 năm 2020. Đến bây giờ là gần 1 năm rồi nhưng mà vẫn một trong những sản phẩm có giá trị cao nhất của Apple tại thời điểm hiện tại về điện thoại. Chứ mình không tính đến máy tính. Máy tính của Apple thì bây giờ tầm 450 triệu thì bình thường. Đó, nhưng mà khi bán ra thì hiện tại bây giờ là iPhone 12 Pro Max là hàng xịn nhất trong dòng điện thoại nhá. Thì iPhone 12 Pro Max nó chỉ duy nhất là có 4 màu như này thôi. Thế nên khi anh em đi mua ấy, thì anh em lưu ý là chọn đúng màu. Đó, nhiều trường hợp là anh em bị lừa online rất là nhiều. Khi người ta báo anh em và người ta chụp ảnh, người ta yêu cầu anh em đặt tiền, anh em gửi anh em, nhưng mà anh em nhận được một cái hàng làm lại hoặc là cái hàng thậm chí hàng fake. Nó chuyện bình thường. Thế nên là Apple nó chỉ có duy nhất là 5 cái màu như thế này, trong đó là màu vàng. Đó, màu vàng như thế này này. Đó, viền nó là vàng bóng kiểu như này nhá. Đó, màu trắng. Đây, viền là inox, màu inox này. Đó. Màu xanh thì cái màu này năm nay nó mới có thôi. Màu này thì lúc đầu ra mắt rất là hot, nhưng thời điểm hiện tại thì cũng bình thường thôi. Đó, màu xanh, bởi vì màu xanh thì tương đối nhiều ở Việt Nam rồi. Đó, và màu xám hay còn gọi là màu đen cũng được. Đó. Đấy nhá. Đó. Thì hai chiếc này, hai chiếc Việt Nam, hai chiếc này hai chiếc Mỹ này. Đó, thì nó chỉ có 4 màu như này thôi. Và các màu viền và cạnh thì anh em mình vừa cho anh em xem ấy. Thì cái quan trọng nhất là khi anh em đi mua hàng iPhone 12 Pro Max thời điểm hiện tại, anh có thể nhìn cái lưng. Duy nhất là mình được biết, mình thì mình không có điều kiện để mình cầm tất cả các nước trên thế giới, nhưng mà mình cầm được những cái nước mà phổ biến tại Việt Nam ấy, thì duy nhất là máy đến từ thị trường châu Âu ấy, mà cụ thể hơn là mình cầm máy của Anh và thị trường Pháp, thì nó sẽ in cái hình thùng rác ở đây này. Mình không có cái mẫu nào ở đây, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình tìm ở trên mạng để mình đưa đây, còn nếu mà mình không đưa vào trên này thì chúng ta mình không tìm được. Nhưng mà hàng Anh và hàng Pháp thì nó sẽ in cái hình thùng rác ở góc này. Còn tất cả các hàng nước khác mà mình cầm trên tay ý, mình cầm cũng rất là nhiều rồi, ở châu Á cũng như là ở Mỹ hay là ở Canada rất nhiều rồi, thì nó sẽ in trần như này này, nó không có một cái gì cả. Như ngày xưa ở trước Xbox Max thì nó sẽ có thêm chữ gì ạ, chữ iPhone. Lên 11 thì nó không in nữa rồi, và bây giờ 12 cũng tương tự như vậy. Và quả táo là sẽ nằm giữa nhé, chứ nó không nằm ở bên trên cao giống như là iPhone Xbox Max. Bắt đầu từ 1 đi thì táo sẽ nằm giữa. Và cái màu lưng này nó sẽ là màu lưng dạng sần chứ không phải dạng bóng. Đó, anh lưu ý nhé, dạng kiểu sần như này, đó, không hề bóng một chút nào đâu. Đấy nhá, hàng chính hãng Việt Nam này. Chưa kích hoạt luôn, con này là kích hoạt luôn. Hàng kích hoạt thường thường nó sẽ dán một cái seal ở trên mặt như này, seal màu trắng. Và tất nhiên là mình bóc ra nó sẽ dán lại rất là khó. Thế là đây là hàng kích hoạt thì mình sẽ không bóc ra. Đó, còn lại là nó trước nó giống như những cái hàng này thôi. Đó, anh và các bạn lưu ý như vậy nhé, y xì thôi. Đó, đây này. Đó, cùng lưu ý lại sau lưng của nó là như thế nhé. Tiếp nữa là chúng ta đã cùng soi kỹ phần camera. Đó, camera bên trên này. Thì có một cái đặc điểm rất là nổi bật. Đó là cụm camera nó gồm 4 camera như thế này, trong đó là 3 camera lồi lên và 1 camera ẩn bên dưới. Cái đèn flash thì làm cân đối với camera bên dưới như này nhá. Đó. Thì cái cụm này nó sẽ làm cái lớp nhựa giống như iPhone 11 Pro Max mà mình đã từng làm clip hướng dẫn cho anh em ấy. Đó là nó sẽ làm một lớp nhựa ốp ở trên này. Và cái lớp nhựa đấy nó sẽ có cái màu dù trong suốt. Thế nên là chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu như này. Ngày xưa người ta làm fake, người ta làm cái lớp nhựa này thành màu đen, thế là cả cụm trên này nó đen luôn, nhưng mà thực tế lớp nhựa là trong suốt. Và sẽ nhìn thấy cái màu lưng ở bên dưới này, trong đó là màu lưng vàng, lưng trắng, lưng xanh và lưng đen, nó sẽ bóng lên một chút bởi vì nó là lớp nhựa đúng không. Cái quan trọng nhất ở cái cụm ba cái camera này, đó, cho xíu gần để anh em xem nhé, thì nó sẽ có cái màu đen rất là đẹp luôn. Đó, nó sẽ không nhìn rõ được bên trong là cái viền camera như thế nào nếu mà chúng ta không nhìn thật kỹ. Nhất là cái camera trên này là gần như không nhìn thấy cái viền bên trong mà chỉ nhìn theo kính thôi. Camera bên dưới này nhìn kỹ thì cái viền nó hơi nhỏ hơn một tí, và camera bên này thì cái viền nó sẽ to hơn. Đó, ở camera điện thoại của mình đang quay phim, mình dùng điện thoại nó quay sẽ không rõ, nhưng mà nếu mà anh em nhìn trực tiếp khi anh em đi xem máy ấy, thì anh em sẽ nhìn rõ rất là rõ cái này. Cái này trông giống như là hình của cái loa, cái màng loa lộ thiên ấy. Đó, anh em nhìn nhá. Đó, cái này là cái viền lòng camera sẽ to hơn, to nhất, sau đến cái này sẽ to thế nhỉ, nhìn kỹ, còn cái này gần như không nhìn thấy cái lòng bên trong của cái camera luôn. Đó, và cụm camera sẽ rất là đen. Khi anh em đi mua máy, anh em lau, anh em dùng khăn anh em lau thật kỹ vào, xong anh soi vào bên trong nó có bụi hay không. Bởi vì những cái sản phẩm này đa phần là sản phẩm chống bụi, chống nước. Đó, IP rất là cao, thế nên là không thể nào có bụi bên trong được. Còn nếu có bụi bên trong thì chắc chắn là máy sẽ bị tháo ra rồi.
Thế nên xem kỹ là có bụi bên trong không nhá. Còn cái camera dưới cùng là nó sẽ đen, rất là đen này, gần như là không nhìn thấy bên trong luôn. Nó cảm giác nó như một cái cảm biến đấy, nhưng mà nó thật ra nó camera rất là đen đây. Đó, lưu ý kỹ nha. Đó, camera nó sẽ rất là đen và gần như không có bụi bên trong luôn, không có bụi bên trong luôn, chứ không phải gần như không có bụi bên trong luôn. Đó. Còn phía dưới này, bên này nó có một cái lỗ nhỏ này, thì cái lỗ nhỏ này nó sẽ là mic phụ để thu âm. Đó, cái lỗ nhỏ này sẽ là mic phụ thu âm nha, con nào cũng sẽ có thôi. Đó, và cái mic phụ này nó phải còn màng loa nhỏ nhỏ bên trong nha. Cái này. Đó, con nào nó sẽ có thôi. Đó. Đó. Và bên trên này nó sẽ là đèn flash. Bên trên này sẽ đèn flash, nên là cụm đèn flash của nó sẽ gồm hai bóng. Bên trên bên dưới và hai màu gần như tương đồng nhau, nó màu hơi phớt hồng nha. Hơi đó, nó sẽ không khác màu như những chiếc iPhone đời cũ đâu. Nó sẽ giống giống nhau. Đó, cụm này hai đèn flash này. Và cái quan trọng nhất ở cái viền camera này, ở cái viền camera này ấy, nó sẽ có cái màu tương đồng với cái viền của máy nha. Đó. Thế nên là nếu mà khi anh em đi mua máy ấy, mà cái viền camera này nó cái màu nó hơi lạc lạc đi, nó không giống lắm cái viền của máy này ấy, mà máy tương đối là mới, thì anh em lưu ý một điều là cái viền camera với viền máy không khớp nhau thì nó sẽ rất dễ trường hợp nó bị thay thế mông má lại. Đó. Thế nên cái viền camera này và cái viền màu của máy này nó sẽ màu tương đồng. Đó. Ví dụ màu bạc thì rất dễ nhận diện đúng không? Đó. Viền camera và viền của máy, ba cái cụm camera cao ấy nó sẽ có màu tương đồng với viền máy này. Đó, có màu xanh vậy này, xanh vậy nha, màu đen cũng vậy luôn. Đó, sẽ có viền tương đồng viền của máy. Đó là về cái lưng máy. Còn bây giờ chúng ta sẽ xoay kỹ hơn một chút về cái viền cũng như cái phần phía dưới ở phía trên của máy nhé. Đó thì iPhone 12 Pro Max, đó thì nó sẽ có viền như này này. Đây, mình xem lại này, cái nút nó sẽ rất là chắc chắn và cái nút là tương đối là dài nhé. Đó, nút rất chắc chắn và tương đối là dài này. Đây. Thế nên anh em đi mua anh em xem kỹ nha. Cái viền của máy này. Và cái quan trọng nhất là khu vực dưới phím nguồn ấy của sản phẩm đến từ thị trường Mỹ LL trên A ấy, đây này. Máy này là máy full box, nhưng máy này là khách người ta mua xong là người ta bị vỡ bóng, người ta quay lại bán mình cho mình. Mình sẽ nhập lại, hỗ trợ người ta nhập lại. Đó là LL Mỹ này. Đó thì nó sẽ phải có cái anten MOA ở đấy nha. À, riêng máy của Mỹ nha. Đó, chứ còn nếu mà VNA mà có cái này thì là hàng fake. Hàng thay vỏ thay viền của Mỹ, mà hàng Mỹ mà không có cái này thì hàng thay viền của hàng thị trường khác rồi. Đây này, phần phía dưới nước nguồn nhá, hàng Việt Nam cũng không có đâu. Đó, lưu ý ấy, em lưu ý như vậy nhé, là cái viền của Mỹ phải có. Mà tất nhiên là cái giải anten này thì nó là nhựa, nó sẽ là nhựa. Đây, lấy màu trắng cho dễ nhá, dễ nhìn nhá. Đó, nó sẽ là nhựa này, và cái màu của cái viền này ấy, chắc chắn 100% là nó sẽ tương đồng với cái viền bên trên này. Đây, cái viền phân cách của cái anten wifi khác này. Đó, trên này cũng có này. Nó sẽ có màu tương đồng với lại cả với nhau nhé. Chứ nếu mà hàng Mỹ mà anh em mua cái màu này đấy, trông nó lại khác của cái màu này, do bẩn thì không nói, mình lau sạch đi mà lại khác ấy, thì cứ lưu ý là không chuẩn nhé. Đó, và tương tự tự như là cái màu của cái này nó sẽ tương đồng với cái màu của cái phần nhựa ở phía chân sạc này này. Thì cái chân sạc ở bên ngoài nó bao cái loại, bên dưới giữa nó phải là nhựa. Đó, cái này ở trên camera điện thoại nó hơi khó nhìn. Nhưng mà ở trên thực tế thì anh em dễ là nhìn, bởi vì cái hàng này gần như là hàng nó như mới ấy, bởi vì nó mới ra mắt năm ngoái mà. Thế nên là cái nhựa này nó chưa cắm nhiều, nó chưa bị đen nhiều đâu, 1-2 năm 2-3 năm nó mới bị đen nhiều. Thế nên chúng ta rất dễ nhìn, chúng ta sẽ rất dễ nhìn là cái màu nhựa của cái chân sạc này nó sẽ tương đồng màu nhựa của cái anten MOA của hàng Mỹ và tương đồng với viền này. Còn nếu hàng Việt Nam không có vẫn phải tương đồng với cái viền này nhé. Đó, như cái màu vàng này. Đây này, cái màu nhựa bên dưới này. Đó, trên camera điện thoại khó nhìn lắm, nhưng mà nếu ở ngoài anh em nhìn rất dễ nha. Đó, cái màu nhựa ở viền này hay cái màu nhựa ở cái con màu xanh này, này. Đây. Rất là tương đồng luôn, nó phải giống hệt nhau, bởi vì nó cùng một mảng sản xuất ra. Mà nếu mà nó khác thì chắc chắn là nó bị thay rồi, nó đã bị dựng rồi. Đó là cái viền này. Các nút này anh em lưu ý một điều là nó sẽ rất là chắc chắn này, cái khay sim nó rất là bằng này. Cái bọn Apple nó gia công ấy thì nó chuẩn lắm, nhưng mà mấy ông mà gia công vỏ lại của mấy cái xưởng ở Trung Quốc ấy thì cái khay sim với cái này nó không bao giờ khít nhau kiểu như này đâu. Đó, nó rất là khít nhá. Đó, lưu ý là nó rất là khít này, cái khay sim này. Đó, nó rất là khít này, nó chỉ cảm giác như là một cái đường vẽ lên, một đường khắc xuống thôi. Đó, nó rất là khít nhá. Chọc ra rất là mẩy này. Đó, rút được khay sim ra, khay sim nó còn nguyên răng. Sau này 1-2 năm sau, vài năm sau thì nó không còn răng này là chuyện bình thường. Nhưng mà đến bây giờ nó mới sản xuất thì nó phải còn nguyên răng này nha. Đó, phía dưới khay sim nó sẽ có khắc email.
khai sim chuẩn bao giờ cũng vậy, nó phải dưới khai sim nào khác email này. Vào máy mới được email này phải trùng với máy với cả bên trong. Bên trong phần mềm, bên trong kiểm tra máy và email ở trên khai sim nó phải trùng nhau, đó là máy mới. Còn máy qua sử dụng thì cái việc không trùng nó có việc chẳng may thôi. Không sao cả, chưa khẳng định được máy đấy là máy đẻo hay không, nhưng mà cái email của máy mới nó phải trùng nhá. Đó, cái việc này, cái nút nó chắc chắn là đều nhau nhá. Nút không phải nút cao nút thấp đâu. Nút mà nút cao nút thấp là chết dở đấy. Đó, nút nó phải đều nhau. Đó, nút gạt nó rất là mẩy này. Đó, nút gạt nó xuất rất là mẩy nhá. Đó. Rất là chắc chắn chứ long lay nhá. Long lay lệch lệch là góc này hoặc là góc này ấy, hoặc là không được nhá. Đó, nó rất chắc chắn nhá. Đó. Là nút gạt. Đó. Đó là cái về xem phần cái viền. Còn bây giờ cái phần không kém, đó là xem về màn hình trước. Thì rất là xin lỗi các bạn là cái màu hai cái màu này là hàng chưa kích hoạt nên là mình không tiện để mình bóc được cái viền ra. Đó, thế lên ấy là các bạn cứ hình dung ở hai chiếc máy bên này trước nhá. Còn mình úp xuống không thì chẳng may nó bụi nó vào. Thì các bạn mua máy thằng chưa kích hoạt nó không hay lắm. Đó, thì các bạn lưu ý này, đây mình tắt cái màn hình như này. Đó, thì màn hình của iPhone 12 hay là các dòng iPhone khác là dạng cao cấp. Thế nên ấy, cái tấm nền của nó sẽ ở cái trạng thái đen rất là tuyệt đối luôn, bởi vì đây là màn hình LED. Gần như chỉ sáng lên thì nó mới gọi là sáng màn hình thôi. Cái này thì mình đã dán cường lực rồi, cái này mình chưa nhá. Đó, như các bạn nhìn tắt đây này. Đó, nó đen như này này, nó đen như một tấm nguyên luôn, mặc dù là nó có cái viền xung quanh. Nhưng cái viền này ấy, thì nó sẽ không, gần như không nhận thấy cái tấm nền của màn hình điện thoại luôn. Đó, nhìn lưu ý nhá. Chứ còn nếu mà màn hình mà sáng quá là mình thay ấy. Đây này, nhìn đen này, màn hình mà nghiêng đi nhưng mà nhìn rất là rõ. Nghiêng đi nhìn kỹ thì mới thấy nó là cái viền thôi, nhìn nghiêng đi nhìn rất là rõ nhá. Cái viền cái bên trong nhá thì nó sẽ là màn hình thay, màn hình lô ấy. Hiện tại 12 Pro Max thì mình gần như chưa thấy có lô mấy đâu. Nhưng không phải không có đâu, nhưng 11 Pro Max giờ đầy. Đầy màn hình lô rồi, màn hình xịn thì khoảng 5 6 triệu, nhưng màn hình lô thì 2 3 triệu thôi, 3 4 triệu thôi là cũng đầy rồi 11 Pro Max ấy. Đấy, thế nên lưu ý nhá, mà khi đi xem ấy, bởi vì có thể sau này các bạn sẽ bị dính vào lô có. Đó thì màn hình sẽ rất là đen. Cái viền nó phải đều nhau nhá, đây này, các bạn nhìn nhá. Thì cái viền này này, từ trên xuống dưới nó sẽ đều rất là đều nhau này. Nhiều trường hợp màn lô thì cái bên dưới nó sẽ cao hơn. Bên dưới thường thường nó hay dày hơn một tí, nó không đều với cả hai cái bên cạnh, nhưng mà hàng xịn ấy là cái viền nó đều nhau như một dải chạy suốt xuống dưới này, rất là đều nhá. Và cái cụm tay thỏ này đó, nó đen lắm, chỉ có camera nhìn kỹ mới thấy một camera một tí rồi đó, cho nhìn này, nhìn nghiêng nghiêng một tí mới thấy camera trước của nó nằm bên này đó, camera trước nằm đây rất là đẹp, soi đèn vào thấy tí thì sẽ thấy cả biến nằm ở đây đó. Nhưng quan trọng nhất là nó đen, nhưng nó không có một cái vết gì gọi là bị trắng trắng bên trong hay gì cả. Đó, cái viền camera trước cũng vậy, nhìn rất kỹ thấy camera trước. Và khi chúng ta soi thật kỹ vào camera trước có bụi chúng ta không nên lấy nhá, bởi vì máy đấy đã bị tháo rồi. Đó, bởi vì mình nói lại là cái này hàng này là chống nước chống bụi rồi. Thế nên là camera bên trong nó phải rất là đẹp, nó không có tí bụi nào cả. Đó. Còn cái máy đã qua sử dụng thì cái màng loa sẽ rất là bẩn này. Đây này, cái máy này sử dụng chưa được 1 tháng này. Đó, thì cái màng loa đã bám rất là nhiều rồi. Con này thì mình đang dán cường lực nhá, chứ bóc cường lực ra thì nó sẽ như con kia. Vệ sinh thì nó rất sạch thôi, nhưng mà kiểu gì nó sẽ có bụi. Đó, hàng mới thì nó không có đâu, hàng mới nó dán kỹ như này, bóc ra là không có đâu. Đó, còn hàng qua sử dụng rồi ấy, thì bao giờ cái này nó có bụi một chút là chuyện bình thường. Vệ sinh đến mấy nữa thì nó sẽ không đẹp long lanh được đâu. Đó, anh và các bạn lưu ý nhá, là mặt trước là như vậy. Đó, thì đấy là kiểm tra hình thức. Tất cả những cái mà mình nói về hình thức cảm thấy ok rồi thì chúng ta kiểm tra vào bên trong. Kiểm tra vào bên trong thì chúng ta sẽ mở khóa màn hình ra thôi. Kiểm tra xem màn hình có điểm chết hay các thứ hay không thì cái đấy nó dễ thôi, các bạn cứ ngắm đi. Đó, xem màn hình có đẹp hay không. Đó, cứ ngắm đi. Điều đặc biệt của cái iPhone từ 11 trở lên ấy, hay đặc biệt là 12 ấy, thì nó quản lý rất là chặt chẽ, thế nên thay màn hình sẽ biết ngay. Mặc dù là người ta có thể sàng cái chip từ màn hình cũ sang màn hình mới thì cũng khó che mắt, nhưng cái tỷ lệ mà chúng ta xem máy mà bên trong cái đạt này nó không báo là màn hình thay này, không báo là pin thay thì cái máy nó chưa bị can thiệp. Chứ còn nếu mà nó thay nó làm được hay không phải là không làm được đâu, nhưng mà 90% là chúng ta sẽ vượt qua cái vấn đề không bị lag. Đó, quan trọng nữa là màn hình phải có chu tôn nhá. Đó, cái chu tôn là cái gì, là cái nó nhận diện ánh sáng và nó sẽ làm thích nghi với cả ánh sáng ban ngày, ánh sáng mà làm cho mình đỡ bị mỏi mắt, nó sẽ làm vàng màn hình đi một chút. Nếu như màn hình thay đa phần là sẽ không còn cái chu tôn này, nhưng mà rất là may là 11 trở lên thì nó sẽ báo luôn là mình đã bị thay. Còn máy dưới thì như cái mắc mình đã từng làm clip ấy thì nó phải còn. Đó, anh em và các bạn lưu ý nhá, nó phải còn cái chu tôn này. Nhiều trường hợp nó thay nó vẫn hàn là chip sang nhưng màn hình không có chu tôn, bởi vì là nó xử lý cả cái cáp Face ID rồi thì mất cả chu tôn. Đó là cái chuyện hoàn toàn bình thường nhé. Thế nên là bao giờ cũng phải còn chu tôn thì chúng ta mới lên lấy, còn nếu không còn chu tôn thì không lên luôn nhé. Đó, đó là cái rất là quan trọng, đúng không?
Đó, và bên trong cài đặt để xem tiếp là liệu là hàng nước nào. Đấy, ví dụ như đây này, I3LL này, nó sẽ là hàng của Mỹ. Còn ví dụ là VLA nó là hàng của Việt Nam. Tất nhiên là chúng ta sẽ soi xem hàng Mỹ có cái này hay không, mình vừa nói đấy. Còn nếu mà LL này mà không có cái này thì chắc chắn là hàng vớ vẩn rồi. Tiếp nữa là chúng ta ấn vào cái LL này nhá. Đấy, nó sẽ ra tên modem A2342. Thì cái này nó cũng in ở trên vỏ luôn. Đó, nó cũng sẽ in luôn. Đây này. Đấy, nó sẽ nằm ở cái mép này này, mép về phía dưới màn hình nhé, nó sẽ có một cái chữ màu trắng trắng ở trên camera thì gần như không nhìn thấy đâu, nhưng mà nếu hình dung ra ấy, thì khi mở trực tiếp máy thì các bạn sẽ nhìn rất rất là rõ luôn. Ở trên này nó sẽ có tên modem tương tự như cái này là A2342, thì ở trên cái mép vỏ này cũng sẽ phải là A2342 nhé, A2342 này, ở trên mép vỏ này cũng phải tương tự là A2342. Còn nếu mà lệch lệch nhé là có vấn đề, lệch là chắc chắn là vỏ thay, chắc chắn nó phải là như thế. Đó, so sánh vỏ với máy. Còn ở phía dưới này thì nó sẽ có một cái thông tin là nó được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc, thì tất cả iPhone hiện tại vẫn sản xuất tại Trung Quốc. Thế là nhiều anh em xem clip của mình mà bảo tại sao ở bên dưới này có chữ China, thì đến bây giờ là hiện tại iPhone vẫn chưa thoát khỏi Trung Quốc đâu, vẫn phải sản xuất tại Trung Quốc thôi. Chỉ có tai nghe AirPods hiện tại đang sản xuất tại Việt Nam, và chúng ta đang rất cố gắng, chính phủ chúng ta đang rất cố gắng để làm sao có thể đưa iPhone về sản xuất tại Việt Nam, và hy vọng trong thời gian tới thì chữ Trung Quốc China này sẽ thay bằng chữ Việt Nam. Thì Apple người ta đang nghiên cứu cái vấn đề đặt nhà máy tại Ấn Độ và Việt Nam mà. Nhưng mà mình rất hy vọng nó sẽ về Việt Nam, tạo ra Việt Nam chúng ta cho người dân Việt Nam chúng ta, đúng không? Thì ở dưới này có chữ Việt Nam sẽ cảm thấy rất là tự hào luôn. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa thoát được đâu, nó vẫn là China thôi. Đó. Còn ở trên này này, thì anh em hay đi mua máy, hay cầm cái khai SIM lên và xem cái email này, xem vào cái email ở trên khai SIM này này, xem nó có trùng nhau hay không. Thì mình nói thật là máy mới thì nên xem, còn máy cũ thì nhiều khi nhá, người ta về cả đống xong người ta test, người ta đã lắp nhầm. Là chuyện bình thường, nên khi anh em xem email này mà không trùng thì nếu là máy cũ, mình đang nói là máy cũ, anh em cũng đừng nên nói là máy không xịn nhé, chẳng qua người ta lắp nhầm email thôi. Và một cái điều lưu ý nữa là đây là sản phẩm của Mỹ hay là sản phẩm của nước khác như Việt Nam hay một số nước châu Âu đó, thì thường thường nó sẽ có hai SIM, hai email, trong đó là sẽ ghi rõ là SIM thực và SIM kia số, có nghĩa là eSIM ấy, là như này nhá. Còn ví dụ như anh em mà đi mua hàng của Trung Quốc, hàng của Hồng Kông hay là Macau thì hai cái này nó sẽ là SIM 1 và SIM 2. Bởi vì là người ta mới đến, người ta sẽ dùng hai SIM vật lý, người ta không dùng SIM kỹ số như thế này. Đó là cái lưu ý là đối với cái hàng từ XS trở lên nó sẽ là như vậy. Tất cả những hàng XS trở lên, XR lên là chúng ta có thể dùng hai SIM hết, nếu là hàng quốc tế chuẩn. Còn từ hàng lắp thì nó phải dùng thủ thuật, người ta mới dùng hai SIM. Nhưng quốc tế chuẩn là bao giờ cũng là hai SIM. Nhưng mà hàng Trung Quốc và hàng Đài Loan, không phải hàng Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông và Macau thì nó sẽ là hai SIM, và SIM 1, SIM 2. Còn hàng các nước khác là SIM thực và SIM kỹ thuật số, hay email nó là như vậy. Đó, anh em và các bạn lưu ý nhé. Đó, đấy là đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái email này, chúng ta có thể, hoặc là cái serial number này ở trên này, là chúng ta có thể kiểm tra trên hệ thống nào. Cái điều kiểm tra trên hệ thống là cái điều bắt buộc là chúng ta phải làm. Đó. Thì có hai cách là chúng ta có thể copy cái số serial number hoặc chúng ta có email cũng được, nhưng mà mình khuyên cáo anh em đến có serial number để chúng ta đỡ phải xóa khoảng trắng đi, đúng không? Thì sản phẩm một lần nữa, là một lần điều nữa mình nói là hiện tại bây giờ nó là tháng 7 của năm 2021, có nghĩa là Apple iPhone 12 Pro Max mới ra mắt được chưa đầy một năm, đến tháng 9 này mới được một năm. Thế đa phần cái sản phẩm mà hiện tại bán ra, nếu là hàng qua sử dụng ấy, thì nó đều còn bảo hành nhá. Thì đây này, bảo hành còn giới hạn đến tháng mùng 5 tháng 5 2022 này, cái này nó rất là mới, rất là gần như mới kích hoạt đó, thì nó phải còn bảo hành như này. Đó, một cái điều lưu ý là cái sản phẩm nào chúng ta kích hoạt xong, chúng ta dùng được một thời gian nó mới hiển thị nhé, dùng được mấy hôm thì nó mới hiển thị ấy. Chứ còn nếu chúng ta không dùng nó không hiển thị được này đâu. Như ví dụ sản phẩm này mình vừa format xong này thì nó sẽ không hiển thị thời gian bảo hành đâu. Nhưng mà chúng ta cũng nên kiểm tra trên hệ thống Apple cho nó yên tâm nhé. Thì bây giờ những cái hàng nó không có, chúng ta kiểm tra có là được. Đấy, còn hiện tại không hiện trên không sao cả, bởi vì là phải dùng như con này này, phải dùng được mấy tiếng ấy thì nó mới hiện lên. Đấy, bây giờ thì cái này nó mới kích hoạt nên không có. Thì chúng ta kiểm tra bằng cách chúng ta vào trang chủ Apple nhá. Chúng ta ghi là trên vào cái nối mạng chúng ta ghi là check iPhone này. Đấy, chẳng có như này nhưng thôi, mình cứ ghi là check iPhone nhá. Ở trên tìm trên Google ấy thì tuyệt đối anh em không được vào một số cái trang như là check email info hay các thứ. Bởi vì trang đấy mình nói lại rất là nhiều clip rồi, trang đấy anh em mà check nhiều khi sẽ bị lộ dữ liệu email ra. Nếu anh em không sử dụng iCloud ấy thì người ta có rất dễ, người ta đánh cắp cái email đấy và người ta sẽ nạp cho một cái máy dựng. Và anh em sẽ chung cái email với một cái máy khác ở trên thế giới, ở nói thẳng luôn là Trung Quốc người ta hay làm việc đấy, và có thể người ta bán sang nước khác. Và khi mà cái người ta dùng cái email đấy, người ta dùng iCloud trước anh em ấy, thì cái máy của anh em sẽ bị dính chính iCloud của người ta. Nếu trường hợp format nó sẽ bị iCloud mà anh em không biết iCloud ở đâu,
điều rất là nguy hiểm nên chúng ta sẽ không check ở trang ngoài mà chúng ta chỉ check ở trang của Apple thôi nha. Đây, đó, check trang Apple này, đó, nó vào cái trang kiểu như dạng như này này, có logo Apple đàng hoàng nhá, xem kỹ nhá, đó, logo Apple đàng hoàng, nó tên của nó này, đó, Apple đàng hoàng có tên miền .apple đàng hoàng, đó, ta sẽ paste cái CRM hoặc email đây, nếu là email phải xóa khoảng trắng nhá, còn CRM thì không cần, đó, gõ captcha vào. Sản phẩm này thì mới kích hoạt được tầm 2 tháng thôi, mình đã nhập được rồi đấy. Thì bao giờ nó sẽ còn rất là nhiều nút xanh như này. Còn những sản phẩm mà là kích check được quá 3 tháng rồi, bởi vì là cái hỗ trợ telephone này nhé, là hỗ trợ trực tuyến ấy, thì nó sẽ chỉ có bằng 3 tháng trước kích hoạt thôi. Nó hết từ hôm 4 tháng 8 mà nó sẽ hết rồi. Đúng không? Đó, 4 tháng 8 mà nó sẽ hết nha. Đây này, đó. Hiện tại cái này nó còn đấy, bảo hành đến tận mùng 5 năm 2022. Đó, lưu ý anh em như vậy. Còn nếu mà nó hết bảo hành thì cái ba cái này nó sẽ tích vàng hết, chấm than hết, còn chỉ có một cái ngày mua hợp lệ ở trên này nó là tích xanh thôi. Đó, và trên này nó ghi rõ tên máy này. Một lưu ý chắc chắn, nếu mà là hàng chuẩn thì nó sẽ báo như này. Còn nếu mà anh em check là email mà nó bị báo đỏ ấy, thì nó sẽ rơi vào trường hợp như này nhá. Thứ nhất, nó sang hàng cắp rồi bị Apple từ chối bảo hành. Thứ hai, nó là hàng trả bảo hành. Có nghĩa là chúng nó chưa có cái máy này này. Mà vừa giờ nó bắt được cái vụ đấy mà nó kiện mấy chục triệu đô hay mười mấy triệu đô ấy, mình không nhớ rõ lắm. Có nghĩa là bên Trung Quốc nó chơi cái bài như này này, nó sẽ lấy cái con iPhone mà đúng email CDMA như con này chẳng hạn, nó bán bình thường. Ok, vấn đề là những con máy này rất là chuẩn và nó sẽ chế ra một cái con là giả như con máy email đấy, nó gửi Apple để bảo hành. Thì Apple người ta bảo hành bao giờ người ta sẽ đổi máy khác, và khi người ta đổi máy khác thì người ta sẽ hủy cái email đi. Thế nên là trong cái trường hợp anh em mua phải những chiếc máy mà là email bị đổ ấy, thì rất may mắn nếu anh em mua phải cái máy mà nó là máy ngon nhưng mà bị giả để gửi bảo hành. Đó, có nghĩa là cái người ta sẽ giả làm giả một chiếc máy, đúng cái chiếc máy đấy người ta gửi bảo hành, người ta được đổi máy khác hoặc cái email nó bị xóa. Còn cái chiếc máy mà thực tế nó không bị hỏng thì anh em vớ cái máy rất là ngon, nhưng mà cái đen của anh em ấy là anh em vớ vào cái máy bị hỏng thật. Có nghĩa là nó sẽ dùng cái email đấy, nó dùng một cái email nó nạp cho cả đống máy luôn. Nó dựng lên cả đống máy luôn và nó bán. Thế nên là mình không biết là liệu mình có rơi vào cái máy xịn hay không, hay là mình rơi vào cái máy nó dựng lên. Đúng không? Bởi vì nó cứ bán ra thế giới thôi, mà người ta check không có ai cả lao thì nó cứ bán bình thường, còn khi nào bị ai cả lao thì nó mới đẹp. Đó, thế là những cái máy mà bị email đỏ thì hạn chế mua. Nếu nó rẻ hơn nhiều cũng hạn chế mua. Đó, chẳng may mà vừa phải hàng cắp hay hàng dựng thì có điều đen anh em, bởi vì có Apple người ta có quyền xóa bất cứ lúc nào. Mà khi xóa được thì anh em không thể kích hoạt mà dùng đâu. Đó, bởi vì bây giờ kích hoạt muốn kích hoạt iPhone phải dùng mạng mà. Mà phát hiện cái email có vấn đề là Apple người ta sẽ không kích hoạt cho. Thế là cái email đỏ này không nên dùng nha. Còn những cái máy nào hiện tại đa phần những cái máy này còn bảo hành thì chúng ta sẽ xem được. Còn nếu mà chúng ta muốn xem cái ngày kích hoạt bảo hành ấy thì mình đã có cách là chúng ta đăng nhập iCloud và chúng ta vào cái My Support của Apple, chúng ta sẽ biết được. Đối với những máy còn bảo hành trên máy này thì mình không còn hướng dẫn nữa. Anh có thể xem những clip trước mình hướng dẫn cho những cái mắc ấy thì anh có thể xem được. Đó. Đó là cách về xem phần mềm. Còn cái quan trọng nhất mà từ trước nay mình chưa làm ở clip nào, đó là xem cái phần reset bất thường, cái phần liên quan đến phần cứng. Thì đơn giản thôi, Apple nó có cái này rất hay. Đó, anh em vào phần cài đặt nhá, cài đặt này, xong anh em vào cái phần mà là quyền riêng tư nhá, vào phần cài đặt này. Đó, xong vào phần là quyền riêng tư ở phía dưới này, hình bàn tay này. Đó, sau đó là vào cái phần là phân tích và cải tiến nhá. Đây, phân tích cải tiến này. Đó, xong vào phần dữ liệu phân tích này. Đó, ở trên này nó một loạt nó sẽ hiển thị là các khả năng dữ liệu phân tích sử dụng này. Nếu anh em phát hiện ra cái phần nào là reset counter hoặc là panic full ấy, thì những cái phần đấy là liên quan đến phần cứng ấy, thì anh em phải trả lại, hoàn lại, không lấy nữa. Bởi vì những con máy đấy ấy, là nó bị lỗi phần cứng rồi. Ví dụ như là reset counter ấy, thì nó có thể liên quan đến cái vấn đề là bị chập một trong các linh kiện nào đó và máy bị phải bắt buộc đóng và reset, thì máy nó liên quan đến phần cứng. Tốt nhất là những cái máy này không nên lấy. Còn nếu mà ví dụ như reset counter mà liên quan đến phần mềm thì gần như là hiếm lắm. Đó, cái vấn đề là reset counter và panic full ấy, thì đa phần là những cái máy nhà mình rất là chuẩn như này thì mình không có đâu. Mình gần như mình không có cái máy nào bị như thế này, mà cho anh em hiểu rõ. Anh có thể nghiên cứu ở trên Google nhé. Thì có reset counter và panic full ấy, thì anh em không nên lấy nha. Đó, cái phần này thì bây giờ clip này thì mình hướng dẫn anh em, bởi vì trước đấy thì mình cá nhân mình thì làm bán rất là nhiều và mình test tất cả những máy nhà mình không có, thì mình không biết là liệu có bị hay không. À, không biết là cái vấn đề đó nghiêm trọng, nhưng mà gần đây anh em trên mạng báo nghiêm trọng thì mình phải nói anh em thôi. Đó, reset counter và panic full thì hủy luôn, không lấy nữa. Đó là cái về phần test máy 12 Pro Max. Đó, thì ngày hôm nay thì mình chỉ làm clip hướng dẫn đơn giản như vậy cho các bạn thôi. 4
cái mẫu sản phẩm iPhone 12 Pro Max đang có trên thị trường hiện tại. Mình nói lại, đó là máy full box chưa kích hoạt của chính hãng, full box chưa kích hoạt của Mỹ, giá dao động từ 27 cho đến 28. Còn sau này iPhone 13 ra nó sẽ giảm hơn. Các bạn cập nhật giá chi tiết đấy thì các bạn vào website mình là mm.vn nhé, thì sẽ cập nhật chi tiết cho ngày thôi. Và máy chưa kích hoạt hết bảo hành nó phải là máy trần đó, bởi vì khi chúng ta kích hoạt bảo hành đi nhá, ví dụ trong trường hợp mà những chiếc máy này full box chưa kích hoạt, khi anh em kích hoạt vào ngày hôm nay, hiện tại mình đang làm clip này nó vào ngày 19 tháng 7 của năm 2021, thì khi hôm nay em kích hoạt thì nó sẽ báo bảo hành cho đến 18 tháng 7 của năm 2022 mới là chuẩn. Còn nếu mà là máy full box, người ta quảng cáo là chưa kích hoạt, full box mà kích hoạt nó lại ngày hôm nay là 19 tháng 7 nhưng mà lại kích hoạt nó lại rơi vào mùng 5 tháng 5, thì chắc chắn mấy anh em đó là máy trả bảo hành. Trả bảo hành nhé, nó như con này này. Đó, nó như cái máy này này. Thì cái máy đó là một trong những cái máy nó đóng lại lời anh em thôi, chứ còn máy trả bảo hành chứ hoạt nó phải không có hộp như chiếc máy này, không có phụ kiện kèm theo nhá. Thứ tư nó sẽ là máy cũ qua sử dụng như con này luôn. Đó, máy cũ qua sử dụng chưa như con này luôn. Và bên trong kích hoạt lâu rồi. Đó, kích hoạt đã gần hết bảo hành rồi chẳng hạn, nhưng vẫn còn hành iPhone 12 Max còn hành nhá. Và đã hiển thị được như này. Check hệ thống là kích hoạt rồi đây. À còn nếu mà check hệ thống mà chưa kích hoạt đây thì mình sẽ kích hoạt thử cho anh em. Nó là kích hoạt nó phải như này. Quên. Nói cái đấy phải hình dung, phải làm rõ để hình dung cho anh em. Đấy nhá, nếu mà check trên hệ thống mà như này gọi là chưa kích hoạt này. Đó, nó sẽ toàn là nút vàng thôi. Nó chưa có một nút vàng. Mà đấy nhá, nó sẽ như này này. Đây này. Đó, hãy kích hoạt, hãy active kích hoạt iPhone của thiết bị của bạn. Đó thì là đây là máy chưa kích hoạt nhá. Đó, kể cả trần hay không trần mà quảng cáo là chưa kích hoạt là phải check là như này. Đó là phải check là như này nhá, thì mới là máy chưa kích hoạt chuẩn nhá. Đó. Lưu ý nhá, nó vẫn là chấm thanh vàng nhưng mà nó báo vào giữa là hãy kích hoạt iPhone ạ. Thì khi kích hoạt sau tầm khoảng 24 tiếng ấy, có thể là nó sẽ báo ngay hoặc có thể sau 24 tiếng, nếu mà vào chủ nhật thì sau quá 24 tiếng cơ. Thì nó sẽ báo thời gian kích hoạt, nó báo thì báo tích xanh như vừa rồi ấy, thì mới là chuẩn nhá. Hàng chưa kích hoạt nhá. Đó. Đó, anh em lưu ý như vậy nha. Chứ còn nếu mà nguyên siêu bóc ra mà lại kích hoạt rồi, hoặc là kích hoạt xong bị trôi bảo hành đi, nó là hàng đóng lại, nó thẳng anh em như thế luôn cho nó nhanh. Chứ Apple người ta không bao giờ người ta đóng kiểu vậy đâu. Người ta đã đóng hộp ấy, cả cả hàng CBO, nghĩa là hàng qua sửa chữa rồi ấy, người ta đã đóng hộp ấy là phải kích hoạt đủ 12 tháng, chứ không phải là kích hoạt và bảo hành nó bị trôi đi. Kích hoạt bị trôi đi ấy, thì chỉ có hàng trả bảo hành như này thôi, hàng này không có hộp đâu nhá. Đó. Còn về cái vấn đề hộp khi mua hàng Mỹ, đó, bốn dòng máy, trong đó là hàng full box chưa kích hoạt, trong đó là có gồm là hai dòng là hàng Việt Nam và hàng nước ngoài. Đó, thì hiện tại đây mình cho hộp của Mỹ và hộp Việt Nam thôi, nó sẽ khác nhau như nào. Đây này, nó phải chuẩn như này. Có nghĩa là hàng đã xuất đến thị trường Việt Nam thì nó phải có tiếng Việt. Điều chắc chắn luôn, hiện tại Apple người ta đã bán chính thức tại Việt Nam từ lâu rồi. Đây này, nó sẽ có tiếng Việt, còn hàng của Mỹ thì nó chỉ có hai dòng bằng tiếng Anh như này thôi. Đó, nó không có tiếng Việt đâu. Còn hàng của chính hãng Việt Nam là nó phải có tiếng Việt như này. Anh em có thể thấy không? Yêu cầu gói cước dịch vụ không dây, nó thực ra nó chỉ dùng dịch từ cái này ra cái này thôi. Đó, nhưng nó phải có tiếng Việt nhá. Bên dưới này phải có tem hợp quy của Việt Nam. Hàng chính hãng đóng thuế đầy đủ đấy. Nó phải như này. Và bao giờ tem phía dưới này, nó giống nhau thôi, nó giống hệt nhau thôi. Tem phía dưới không khác gì nhau đâu, nhưng nó phải bên này nó phải là tiếng Việt đây này. Điện thoại di động iPhone 12 Pro Max sản xuất vào năm 2021. Đó. Và cái trên này đó, nó sẽ có tên mã nha. Ví dụ như này là LLA này, ở cuối nha, nó là hàng Mỹ này. VNA là hàng Việt Nam này. BA thì là hàng Anh này. Rồi CHA là hàng Trung Quốc chẳng hạn. Đó. ZPZA, ZP là hàng Hồng Kông, ZA là hàng Singapore. Thì những cái đấy là anh em có thể lên Google em search xem của mình hiện tại đang là hàng gì. Nếu anh em đang cầm 12 Pro Max nhưng đúng Việt Nam là VNA. LLA thì hai cái này nhá, là hàng này nó sẽ rẻ hơn hàng này tầm khoảng hơn 1 triệu. Mình bán hiện tại bây giờ nó rẻ hơn 1.3 triệu. Hàng Mỹ rẻ hơn Việt Nam 1.3 triệu. Đó. Còn vì sao nó lại rẻ hơn ấy thì xin phép anh em là mình không trả lời câu hỏi đấy đâu nhá. Anh em tự biết thôi. Đó là hàng Mỹ hiện tại rẻ hơn hàng Việt Nam là 1.3 triệu, nhưng mà nếu như là hàng của Hồng Kông hay là hàng của Anh, hàng của châu Âu ấy thì nó phải đắt hàng Việt Nam. Việt Nam mình rất là sướng, hiện tại mua iPhone rẻ hơn châu Âu ấy. Chắc chắn đấy. Mua ở Việt Nam có 28 triệu mấy thôi, nhưng bạn mình ở bên châu Âu hiện tại mua hơn 30 triệu cơ. Đó, Mỹ thì nó rẻ hơn Việt Nam mình không nói rồi. Đó, bởi vì đa phần nó là hàng bán theo hợp đồng nhà mạng thôi. Về Việt Nam mua cốt lên quốc tế thế nên nó rẻ hơn. Đấy. Như vậy nhá. Thì mình làm clip đơn giản và hướng dẫn anh em như vậy thôi. Anh em nào thấy hay thì chia sẻ mọi người xem.
Rất cảm ơn anh xem clip nhá. Nhớ subscribe và like cho mình một like để ủng hộ mình. Chào tạm biệt anh em.